Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Nhà văn Umberto Eco là một trong số ít những học giả thông thái và sâu sắc. Ông sở hữu một thư viện cá nhân khá lớn, chứa 3.000 cuốn sách và phân chia độc giả của thư viện thành hai nhóm. Nhóm những người có phản ứng: Ô, thưa tiến sĩ Eco, thư viện của ông thật tuyệt vời, ông đọc bao nhiêu cuốn trong này rồi?" Và nhóm còn lại, với số lượng rất ít, những người hiểu rằng thư viện cá nhân là một công cụ phục vụ nghiên cứu chứ không phải là thứ nhằm phô trương bản ngã cá nhân. Những cuốn sách chưa đọc có giá trị cao gấp nhiều lần so với những cuốn đã đọc một thư viện nên chứa đựng càng nhiều kiến thức bạn chưa biết càng tốt bởi các phương tiện tài chính lãi suất thế chấp và thị trường bất động sản thắt chặt ngày nay đã cho phép bạn đưa tri thức chưa biết vào đó theo thời gian bạn càng tích lũy thêm nhiều sách và kiến thức khi trưởng thành hơn thì đồng thời số lượng sách chưa đọc ngày càng tăng trên các kệ sẽ khiêu khích bạn hơn thật vậy bạn biết càng nhiều thì số lượng dãy sách chưa đọc lại càng tăng chúng tôi xin gọi việc thu thập những cuốn sách chưa đọc này là phản thư viện chúng ta có khuynh hướng xem kiến thức của mình như tài sản riêng cần được che chắn bảo vệ nó là thứ độ trang sức giúp ta vươn lên trong hệ thống thứ bậc xã hội chính vì vậy khuynh hướng gây tổn thương đến cảm giác về thư viện của eco thông qua việc tập trung vào những gì đã biết này chính là thiên hướng của con người và nó ảnh hưởng đến các hoạt động thần kinh của chúng ta con người ta không đi quanh với các bản phản sơ yếu lý lịch anti resume thứ nói cho bạn biết những gì họ chưa được học hay trải nghiệm đây là công việc dành cho đối thủ của họ nhưng nếu họ làm được vậy thì đó là một điều tốt cũng như việc lật ngược logic của thư viện chúng ta cũng sẽ cố gắng nhìn nhận tri thức theo hướng hoàn toàn ngược lại lưu ý rằng thiên nga đen bắt nguồn từ hiểu biết sai lầm của chúng ta về khả năng có thể xảy ra của các yếu tố bất ngờ những cuốn sách chưa đọc bởi chúng ta có phần chú ý quá nhiều đến những gì mình đã biết. Ta hãy gọi một phản học giả, anti-scholar, người chú ý đến những cuốn sách chưa đọc và cố không xem kiến thức của mình là một kho báu, một tài sản hay ít ra là một công cụ nâng cao lòng tự trọng, là người theo chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi, skeptical empiricist. Mục đích của các chương trong phần này là làm rõ vấn đề về cách con người vận dụng tri thức và sự thiên lệch của chúng ta về phía những giai thoại hơn là phía những trải nghiệm. Chương 1. Giới thiệu thiên nga đen đã ăn sâu bám rễ trong câu chuyện về nỗi ám ảnh của tôi. Tôi sẽ đưa ra nét khác biệt chủ yếu giữa hai biến thể ngẫu nhiên trong chương 3. Sau đó, chương 4 sẽ trở lại nhanh với vấn đề thiên nga đen trong dạng sơ khai của nó. Chúng ta có xu hướng khái quát hóa cách nhìn nhận vấn đề của mình như thế nào tiếp theo tôi sẽ trình bày ba khía cạnh khác nhau của cùng một hiện tượng thiên nga đen a lỗi chứng thực the error of confirmation hay cách chúng ta coi rẻ phần chưa được khai phá của thư viện xu hướng chỉ nhìn vào những gì xác nhận kiến thức chứ không phải sự ngu dốt trong chương năm b ngụy biện tường thuật narrative và fallacy hay cách chúng ta đã tự lừa dối bản thân bằng những câu chuyện và các giai thoại chương 6. C. Mức độ can thiệp của cảm xúc vào quá trình suy luận của chúng ta chương 7. Và D. Vấn đề của những bằng chứng thầm lặng silent evidence hay những mánh lưới mà lịch sử đã dùng để che giấu các thiên nga đen chương 8. Chương 9 sẽ thảo luận về sự ngụy biện chết người của ý tưởng xây dựng kiến thức thông qua thế giới cờ bạc. Chương 1 kỳ học việc của một người theo chủ nghĩa hoài nghi thực nghiệm. Giải phẫu một hiện tượng thiên nga đen, bộ ba mờ đục, đọc sách từ cuối lên, kính chiếu hậu, mọi thứ trở nên dễ giải thích, luôn trò chuyện cẩn trọng với tài xế. Lịch sử không lê từng bước mà sải những bước dài. Thật bất ngờ, ngủ suốt 12 tiếng. Đây không phải là một cuốn tự truyện, nên tôi sẽ bỏ qua mấy cảnh chiến tranh, Thật ra, dù nó có là một cuốn tự truyện, thì tôi vẫn lượt bỏ các cảnh chiến tranh. Tôi không thể cạnh tranh với những bộ phim hành động, cũng như những cuốn ký sự phiêu lưu mạo hiểm vốn hoàn hảo hơn chính bản thân tôi. Vì thế, tôi sẽ tận dụng các món đặc sản của mình, chuyên môn về sự tình cờ và bất định. Giải phẫu một hiện tượng thiên Nga đen Hơn một ngàn năm nay, vùng duyên hải phía đông địa Trung Hải vốn được biết đến với tên gọi Syri Libanensis hay dãy Liban đã là nơi định cư của ít nhất một tá giáo phái, chủng tộc và tín ngưỡng khác nhau, như thể có phép màu tồn tại vậy. Nơi này tập trung nhiều thành phố lớn thuộc vùng bờ đông địa trung hải, gọi là vùng Levant, nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác nằm sâu trong đất liền thuộc vùng Cận Đông. Ở những vùng đồi núi hiểm trở, việc di chuyển bằng đường thủy sẽ dễ dàng hơn so với đường bộ. Các thành phố vùng Levant này như được sinh ra cho hoạt động thương nghiệp. Mọi người trao đổi buôn bán với nhau theo các điều khoản rõ ràng, duy trì được một nền hòa bình có lợi cho thương nghiệp, đồng thời thiết lập quan hệ với các cộng đồng khác. Trong suốt 10 thế kỷ chung sống hòa bình này, đôi khi trong nội bộ cộng đồng người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo cũng xảy ra những xích mích nhỏ, nhưng ít khi có xung đột nghiêm trọng giữa hai cộng đồng này. Nếu hầu hết các khu vực thành thị đều tập trung vào thương mại và theo văn hóa Hy Lạp thì các vùng đồi núi lại là nơi cư ngụ của những giáo phái thiểu số được cho là đang trốn chạy khỏi cộng đồng hồi giáo và la mã phương đông chính thống địa hình núi non hiểm trở chính là nơi lý tưởng để ẩn náu tránh xa các xu thế chính ngoại trừ khả năng rằng kẻ thù của bạn lại là một cộng đồng khác đang tìm kiếm nơi trú ẩn giống như bạn sự đa dạng của các nền văn hóa và tôn giáo ở đây là bằng chứng cho khái niệm chung sống các nhánh thiên chúa giáo Công giáo Liban, Giáo hội Tông truyền Armenia, Chính thống giáo Đông Phương vùng Hy Lạp Syria, thậm chí cả Công giáo Đông Phương cùng với một vài nhóm Công giáo Roma còn sót lại từ các cuộc thập tự chinh. Hồi giáo dòng Shiite và Sunni, Tôn giáo Druze và một nhóm nhỏ do Thái giáo. Có một điều hiển nhiên là mọi người ở đó đều học cách trở nên bao dung. Tôi chợt nhớ lại cách chúng ta được giáo dục tại trường rằng xã hội của chúng ta văn minh và tiên tiến hơn nhiều so với những cộng đồng vùng bán đảo Ban Căng, nơi người dân địa phương không chỉ lười tắm rửa mà còn là nạn nhân của các cuộc xung đột bè phái. Ở đây, mọi thứ có vẻ như trong trạng thái cân bằng, phát triển từ khuynh hướng lịch sử hướng tới sự bao dung và những gì tốt đẹp hơn. Từ cân bằng thường xuyên được nhắc đến. Dòng họ nội ngoại của tôi đều xuất thân từ cộng đồng Hy Lạp Syria vùng dân cư heo hút nhất của đế quốc La Mã phương Đông, nằm ở phía bắc Syria, gồm cả Liban ngày nay. Nên nhớ rằng, trong ngôn ngữ của mình, người La Mã phương Đông tự nhận mình là người La Mã. Chúng tôi xuất thân từ vùng chuyên canh cây ô liu nằm ở chân núi Liban. Ở đây, trong trận đánh nổi tiếng Amion, tên ngôi làng của tổ tiên tôi, chúng tôi đã đánh đuổi người thiên chúa giáo Maron chạy vào núi. Kể từ sau cuộc xâm lăng của người Ả Rập vào thế kỷ thứ bảy, chúng tôi luôn sống trong nền hòa bình giao thương với người Hồi giáo. Tuy thỉnh thoảng cũng có vài hành động quấy nhiễu của người thiên chúa giáo Maron vùng núi Liban. Do thỏa hiệp nào đó giữa các nhà cầm quyền Ả Rập và đế quốc La Mã phương Đông, mà chúng tôi phải đóng thuế cho cả hai. Nhưng đổi lại, chúng tôi được cả hai bảo vệ. Nhờ đó, chúng tôi sống trong hòa bình hơn một ngàn năm và gần như không có cuộc đổ máu nào khó khăn chỉ thật sự đến từ những đội quân thập tự chinh sau này, chứ không phải từ người Ả Rập theo đạo hồi. Người Ả Rập vốn dường như chỉ quan tâm đến chiến tranh và thơ văn và đế chế Ottoman của người thổ, Ottoman Turks. Sau này, vốn cũng chỉ quan tâm đến chiến tranh và hướng lạc, đã để lại cho chúng tôi công cuộc theo đuổi thương mại té nhạt cũng như một cuộc mưu cầu kiến thức ít nguy hiểm hơn, như việc dịch các tài liệu từ tiếng Syri và Hy Lạp dù theo tiêu chuẩn nào đi nữa, thì Ly Băng, đất nước mà đột nhiên chúng tôi cảm thấy mình là một phần của nó sau khi đế chế Ottoman sụp đổ vào đầu thế kỷ 20, có vẻ là một thiên đường vững chãi. Quốc gia này cũng bị chia cắt, để rồi sắc dân chủ yếu ở đây là người thiên chúa giáo. Người dân đột nhiên bị tẩy não và tin rằng hình thái quốc gia nhà nước là một thực thể. Chú thích, thật ấn tượng khi có thể nhanh chóng thiết lập được một dân tộc chỉ với một lá quốc kỳ, vài bài diễn văn và quốc ca. Cho đến tận ngày nay, tôi luôn tránh mang cái mát người Ly Băng. Thay vào đó, tôi thích cái gọi là người cận đông hơn. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Người Thiên Chúa Giáo tự thuyết phục mình rằng họ đang ở tại nguồn gốc và trung tâm của cái gọi là văn hóa phương Tây, nhưng cửa sổ lại hướng về phương Đông. Trong ví dụ kinh điển về trạng thái tư duy tỉnh không ai tính đến những khác biệt về tỷ lệ sinh đẻ giữa các cộng đồng. Và người ta kết luận rằng, một cộng đồng thiểu số người Thiên Chúa Giáo sẽ mãi trường tồn. Người dân Levant đã được công nhận là công dân La Mã. Điều này cho phép Thánh Paul, một người Syri, có thể đi lại tự do trong thế giới cổ đại. Con người luôn cảm thấy gắn bó với những gì họ cho là xứng đáng. Đây quả là một nơi đặc biệt rộng mở với thế giới bên ngoài, với lối sống sành sỏi, nền kinh tế thịnh vượng, thời tiết ôn hòa như ở California và những đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa nhô ra khỏi vùng địa Trung Hải. Nơi này thu hút hàng loạt gián điệp từ cả Xô Viết lẫn phương Tây, gái điếm tóc vàng, nhà văn, nhà thơ, tội phạm buôn bán ma túy, nhà thám hiểm, đám nghiện cờ bạc, vận động viên quần vật, du khách trượt tuyết và thương gia. Mọi nghề nghiệp có thể bổ sung cho nhau. Nhiều người hành động như thế họ đang sống trong một bộ phim James Bond xa xưa hay thời mà những kẻ ăn chơi chỉ biết nhậu nhạt, hút chích và gắn bó khăn khích với những thợ may lành nghề thay vì đến phòng tập thể dục. Đặc điểm chính của thiên đường là đây. Cánh tài xế được cho là cư xử lịch sự. Dù theo tôi nhớ, họ chẳng hề lịch sự với tôi. Đúng thế, về sau khi nhìn lại, trong trí nhớ của mọi người, nơi này có vẻ giống thiên đường hơn so với thực tế. Ngày ấy, tôi còn quá trẻ để nếm trải những lạc thú của xứ này trước khi trở thành một tư tưởng gia nổi loạn và chẳng lâu sau hình thành cho mình một sở thích khổ hạnh, phản đối xu hướng phô trương và dị ứng với thứ văn hóa theo đuổi sự xa hoa cũng như nỗi ám ảnh về những thứ liên quan đến tiền bạc ở xứ Levant này. Thời niên thiếu, tôi luôn mong có ngày được dọn đến sống tại thủ đô, nơi có ít người kiểu Chambon lãng vãng xung quanh. Thế nhưng, tôi vẫn còn nhớ có một điều gì đó đặc biệt ở bầu không khí tri thức nơi đây. Tôi theo học tại một ngôi trường trung học của Pháp, một trong những trường có tỷ lệ đổ tú tài Pháp cao nhất, kể cả trong môn tiếng Pháp. Ở đó, tiếng Pháp được nói với một sự trong sáng nhất định, tương tự như nước Nga thời kỳ trước cách mạng. Người thiên chúa giáo vùng Levant và tầng lớp quý tộc Do Thái từ Istanbul đến Alexandria nói và viết thứ tiếng Pháp trang trọng một ngôn ngữ thể hiện sự cao quý của mình. Những học sinh con nhà quý tộc sẽ học ở Pháp, như ông nội tôi năm 1912 và ông ngoại tôi năm 1929. Hai ngàn năm trước, cũng với ý thức về sự khác biệt đẳng cấp của ngôn ngữ như thế, tầng lớp quý tộc vùng Levant đã viết bằng tiếng Hy Lạp chứ không phải tiếng Syri bản địa. Kinh Tân Ước được viết bằng thứ tiếng Hy Lạp tệ hại của tầng lớp quý tộc ở thủ đô chúng tôi. Antioch khiến Nis nice phải thốt lên rằng Chúa nói tiếng Hy Lạp dở tệ. Chú thích Friedrich Nis nice, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1844, mất ngày 25 tháng 8 năm 1900, là nhà triết học người phổ, có ảnh hưởng rất lớn đến thuyết hiện sinh, chủ nghĩa hậu hiện đại, phân tâm học và nhiều tư tưởng sau này. Chú thích của biên tập viên Hát chú thích Và sau khi nền văn minh Hy Lạp cổ đi xuống, họ chọn tiếng Ả Rập. Chính vì thế, nơi này không chỉ được xem là thiên đường mà còn là điểm giao thoa kỳ diệu của hai nền văn hóa Đông Tây. Đã nói là làm. Nét đặc biệt của tôi được hình thành ở tuổi 15, khi bị tống giam với tội danh tấn công cảnh sát bằng một tấm bê tông trong cuộc bạo động của sinh viên, một sự chia rẽ lạ lùng, vì thời đó ông tôi đang là bộ trưởng Bộ Nội vụ và là người ký lệnh dẹp tan cuộc bạo loạn ấy. Một người tham gia bạo loạn đã bị bắn chết khi viên cảnh sát bị ném đá vào đầu, hoảng loạn nã đạn vào chúng tôi. Tôi còn nhớ mình là trung tâm của cuộc bạo loạn và cảm thấy vô cùng hả hê khi bị bắt, trong khi các bạn của tôi lại sợ cảnh tù tội cũng như sợ các bậc phụ huynh biết chuyện. Chúng tôi đã khiến chính quyền sợ đến nỗi họ phải ra lệnh ân xá cho chúng tôi. Dĩ nhiên, có một số lợi ích dễ nhận thấy khi ai đó chứng tỏ được khả năng hành động theo chính kiến của mình mà không hề nao núng khi có nguy cơ đụng chạm hay làm phiền người khác. Tôi đang trong cơn thịnh nộ và chẳng cần quan tâm cha mẹ và ông nội sẽ nghĩ gì về mình. Điều này khiến họ có vẻ sợ tôi. Vì thế, tôi không thể chùm lại hay thậm chí là chớp mắt. Nếu giấu giếm việc mình tham gia vào cuộc bạo động như nhiều người khác mà chẳng may bị phát hiện, thì thay vì công khai tỏ ra ngang bướng, tôi chắc rằng mình sẽ bị đối xử như một đứa con lạc loài. Thách thức bề ngoài đối với chính quyền bằng cách mặc các trang phục không theo quy cách, thứ mà các nhà kinh tế và khoa học xã hội gọi là dấu hiệu rẻ tiền, là một chuyện, còn chứng tỏ tinh thần sẵn sàng biến niềm tin thành hành động lại là một chuyện khác. Chú ruột tôi không mấy bận tâm đến những quan điểm chính trị của tôi, bởi chúng thường đến rồi đi. Nhưng ông cảm thấy bị xúc phạm trước việc tôi dùng những quan điểm chính trị đó làm lý do cho việc ăn mặc luộm thuộm. Đối với ông, việc một thành viên họ hàng gần trong gia đình thể hiện phong cách thiếu lịch duyệt là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Việc mọi người biết tôi bị giam cũng là một thuận lợi lớn. Nó giúp tôi tránh được những dấu hiệu nổi loạn thường thấy ở đám trẻ đồng lứa. Tôi khám phá ra rằng sẽ hiệu quả hơn nhiều khi tỏ ra là một gã tử tế và hãy biết điều nếu bạn muốn chứng tỏ mình sẵn sàng hành động, chứ không phải chỉ nói suông bạn chỉ có thể khoan dung, dễ dãi, nhã nhặn. Nếu thi thoảng, vào lúc ít người ngờ nhất, bạn kiện ai đó hay thẳng tay trừng trị kẻ thù, chỉ để chứng tỏ là bạn nói được, làm được. Thiên đường biến mất Thiên đường ly băng bỗng nhiên biến mất sau vài quả đạn cối. Vài tháng sau sự kiện tôi bị tống giam, sau gần 13 thế kỷ chung sống hòa bình giữa các dân tộc, một thiên nga đen không biết từ đâu xuất hiện đã biến thiên đường ấy thành địa ngục. Một cuộc nội chiến ác liệt diễn ra giữa những người thiên chúa giáo và người Hồi giáo với sự giúp sức của người Palestine tị nạn. Cuộc chiến hết sức thảm khốc khi các vùng giao tranh đều nằm trong trung tâm thành phố và hầu hết các trận đánh đều diễn ra tại khu vực đông dân cư như trường học của tôi cũng chỉ cách vùng chiến sự vài mét. Chiến tranh kéo dài hơn 15 năm. Tôi sẽ không miêu tả nhiều về cuộc chiến này. Có lẽ việc phát minh ra súng và các loại vũ khí có sức công phá lớn khác đã biến những gì vốn chỉ được xem là tình trạng căng thẳng vào thời đại của giao kiếm thành cuộc chiến ăn miếng trả miếng không thể kiểm soát được. Bên cạnh sự tàn phá về vật chất, vấn đề hóa ra có thể dễ dàng được giải quyết chỉ với một vài nhà thầu hăng hái, các chính trị gia tham nhũng và những kẻ nắm giữ trái phiếu ngây thơ. Chiến tranh đã lấy đi gần hết vẻ bề ngoài tinh tế thứ đã biến những thành phố vùng Levant trở thành trung tâm vĩ đại của tinh hoa tri thức liên tục suốt 3.000 năm. Người Thiên Chúa Giáo đã bỏ đi từ thời Ottoman. Họ đến phương Tây, lấy họ phương Tây và hòa tan vào xã hội ấy. Cuộc di cư đó không ngừng tăng tốc. Số lượng những người có học thức còn lại giảm xuống dưới mức báo động. Khu vực này đột nhiên trở nên trỗng tuếch. Nạn chảy máu chất xám nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn được và một số tinh hoa tri thức cổ xưa có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi. Đêm đầy sao. Lần tới khi nhà bạn bị mất điện, hãy nhìn lên trời để tìm nguồn an ủi, bạn sẽ không nhận ra nó. Trong chiến tranh, Beirut thường xuyên bị ngắt điện. Trước khi người dân tự trang bị máy phát điện, cả một vùng trời đêm trong vắt vì không bị ô nhiễm ánh sáng, đó là khu vực xa vùng chiến sự nhất của thành phố những người dân bị tước mất TV, bèn lái xe đi xem những tia sáng lóe lên từ các cuộc giao chiến trong đêm. Có vẻ họ thà chịu nguy cơ bị nổ tan tành vì bom đạn, còn hơn là chán nản ngồi nhà trong đêm tối. Vì vậy, bạn có thể ngắm các vì sao thật rõ. Ở trường trung học, người ta dạy tôi rằng các hành tinh đều ở một trạng thái gọi là cân bằng. Cho nên không cần lo sợ vào một ngày nào đó, các vì sao sẽ bất ngờ đâm sầm vào hành tinh chúng ta. Với tôi, điều đó giống như những câu chuyện chúng ta được nghe về sự vững chãi phi thường về lịch sử của Li Băng. Chính cái ý tưởng đoan chắc về sự cân bằng đó khiến tôi băn khoăn. Tôi ngắm nhìn những chòm sao trên trời và không biết phải tin vào điều gì. Lịch sử và bộ ba mờ đục Lịch sử luôn mơ hồ. Bạn nhìn thấy kết quả đầu ra của cổ máy tạo tác lịch sử, chứ không phải kịch bản của các sự kiện diễn ra. Do không thể nhìn thấy những gì bên trong chiếc hộp, không biết cơ chế hoạt động của nó, thì dĩ nhiên hiểu biết của bạn về các sự kiện không tránh khỏi thiếu sót. Cái mà tôi gọi là cổ máy tạo tác các sự kiện lịch sử hoàn toàn khác với bản thân những sự kiện ấy. Cũng giống như không thể chỉ dựa vào hành động của thần linh mà biết được họ đang nghĩ gì. Bạn rất có thể hiểu sai ý định của họ. Sự tách biệt này cũng giống như sự khác biệt giữa những thức ăn bày trên bàn mà bạn thấy ở nhà hàng với quy trình chế biến trong nhà bếp. Lần gần đây nhất dùng bữa tại một nhà hàng Trung Quốc ở đường Kano, trung tâm Manhattan, tôi nhìn thấy một con chuột chạy ra từ trong bếp. Khi nói đến lịch sử, bộ não con người mang ba chứng bệnh, tôi gọi chúng là bộ ba mờ đục. Đó là A. Ảo tưởng về sự hiểu biết hay cách mọi người nghĩ rằng mình biết những gì đang diễn ra trên thế giới này. Trong khi chúng phức tạp hay ngẫu nhiên hơn rất nhiều so với khả năng nhận thức của họ. B. Sự bóp méo khi truy hồi về quá khứ hay cách chúng ta hiểu được vấn đề chỉ sau khi nó xảy ra. Như thể nó nằm trong chiếc gương chiếu hậu. Lịch sử có vẻ rõ ràng và ngăn nắp trong sách vở hơn so với thực tế. Và C. Việc đánh giá quá cao thông tin của các dữ kiện cùng với thế bất lợi của những người có học thức và có thẩm quyền, nhất là khi tạo ra các phạm trụ, khi họ Plato hóa, Plato Không ai biết điều gì đang diễn ra. Nhánh đầu tiên của bộ ba này chính là bệnh lý cho rằng thế giới mà chúng ta đang sống dễ hiểu, dễ giải thích và do đó dễ dự đoán hơn bản chất thực của nó. Người lớn thường nói với tôi rằng Chiến tranh sẽ kết thúc trong nay mai, dù trên thực tế nó kéo dài gần 17 năm. Họ tỏ ra khá tự tin với những dự báo về thời gian của cuộc chiến. Có thể thấy rõ điều này qua số người đang tạm trú tại khách sạn hay khu tạm cư ở đảo Sip, Hy Lạp, Pháp và nhiều nơi khác chờ chiến tranh kết thúc. Một ông chú cứ kể mãi cho tôi nghe chuyện những người Palestine giàu có khi đến tị nạn ở Liban khoảng chừng 30 năm trước chỉ xem nơi này là giải pháp rất tình thế. Sau 6 thập kỷ, hầu hết những người còn sống đều vẫn ở đó. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu cuộc xung đột của chúng ta có diễn ra theo chiều hướng tương tự không? Ông chú đáp, không, dĩ nhiên là không, nơi này hoàn toàn khác và luôn như thế. Không hiểu sao những gì chú tôi phát hiện ở người khác có vẻ như chẳng được áp dụng với chính chú sự mù tịt về thời gian trong cộng đồng những người tị nạn tuổi trung niên này giống như một căn bệnh truyền nhiễm. Sau này, khi quyết định tránh xa nỗi ám ảnh của những người tị nạn về cội nguồn của họ, nguồn cội này đã ăn quá sâu vào tính cách của họ. Tôi nghiên cứu nền văn học của họ, đúng ra là để tránh cái bẫy của nỗi niềm hoài cổ, có sức chi phối và ám ảnh mạnh mẽ. Những người tị nạn này có vẻ như đã trở thành tù nhân của chính ký ức về quá khứ tươi đẹp yên bình. Họ ngồi lại cùng nhau, cùng các tù nhân khác của quá khứ, nói về đất nước xa xưa, thưởng thức những món ăn truyền thống trong bầu không khí của nền âm nhạc dân tộc. Họ luôn có những ý nghĩ phản thực tế trong đầu, tạo ra nhiều kịch bản thay thế mà lẽ ra đã có thể giúp ngăn chặn những sự chia cắt trong lịch sử. Chẳng hạn như, nếu người sát không đưa gã bất tài này lên làm thủ tướng thì giờ đây chúng ta vẫn đang ở quê hương. Cứ như thể biến động lịch sử đó xuất phát từ một nguyên nhân cụ thể và hẳn con người có thể tránh được thảm họa đó nếu loại bỏ được nguyên nhân cụ thể kia. Vì thế, khi gặp bất cứ một người tị nạn nào, tôi đều tìm cách dò hỏi thông tin về hành vi của họ trong khoảng thời gian tị nạn. Hầu như tất cả đều hành xử theo cùng một cách. Người ta cũng nghe vô số câu chuyện về người dân Cuba với những chiếc vali mới xếp đồ được phân nửa. Họ chuẩn bị cho hành trình tị nạn đến Miami trong thập niên 1960, chỉ để ở tạm vài ngày, sau khi chính quyền Castro được thiết lập. Tương tự, nhiều người Iran tị nạn đến Paris hay London để lẫn tránh nhà nước Cộng hòa Hồi giáo mới ra đời năm 1978, cứ nghĩ chuyến đi của mình chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngày. Thế rồi, sau hơn một phần tư thế kỷ, một vài người vẫn mòn mỏi mong chờ ngày trở về. Năm 1917, nhiều người Nga rời tổ quốc, ví dụ như nhà văn Vladimir Nabokov đến Berlin, chừng dư đủ gần để nhanh chóng trở về. Bản thân nhà văn thiên tài này đã sống cả đời trong những ngôi nhà tạm bợ, sang trọng có, tồi tàn có, cho đến khi qua đời tại khách sạn Montreux Palace, Lake Geneva. Dĩ nhiên, trong số các lỗi dự báo này đều có ít nhiều ý niệm ước ao, hy vọng mù quáng, nhưng cũng có cả vấn đề về kiến thức nữa. Rõ ràng, người ta không thể dự đoán được nguyên nhân gây ra xung đột của người Ly Băng. Tuy nhiên, cách mà mọi người tranh luận khi nghiên cứu những sự kiện này lại thể hiện một điều, hầu hết những ai quan tâm đều có vẻ như tin chắc họ hiểu được điều gì đang diễn ra. Mỗi ngày trôi qua mang đến những sự kiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ nhưng họ lại không nhận ra rằng chúng không phải là điều họ đã dự đoán phần lớn những gì đã xảy ra đều được cho là hoàn toàn điên rồ so với quá khứ tuy nhiên sau khi sự kiện xảy ra có vẻ như không còn ai cho nó là điên rồ nữa chính cảm giác hợp lý khi nhìn lại quá khứ này là nguyên nhân gây ra thái độ xem thường tính khan hiếm cũng như mức độ dễ hiểu của sự kiện đó sau này tôi cũng được chứng kiến chính sự ảo tưởng về hiểu biết này trong kinh doanh và các thị trường tài chính. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.